giả dạ. Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 25 Các vị đồng học xin chào mọi người Mấy ngày gần đây chúng ta học đến cảm ứng thiên hai chữ trung hiếu này đã giảng không ít lần ở trong vận biên chú giải dẫn chứng đối với hai chữ này cũng đã chiếm một số trang rất lớn đây là có đạo lý hai chữ này mọi người đều biết đọc mọi người đều biết giảng nhưng mà hàm nghĩa chân thật của hai chữ này người nhận thức được hoàn toàn không nhiều nếu như thật sự minh bạch rồi họ nhất định có thể làm được họ không làm được chính là do không nhận thức được hai chữ này hoặc giả là nói nhận thức chưa đủ thấu triệt đây là sự thật điều mà người xưa nói nhất là trong phật pháp biết thì khó làm thì dễ hành trung hành hiếu tận trung tận hiếu không khó đối với ý nghĩa của hai chữ trung hiếu này thông đạt sáng tỏ triệt để đó quả thật là quá khó quá khó tôi ở phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi chư phật như lai vì pháp giới chúng sanh thuyết ra vô lượng kinh luận quy nạp chung lại cũng chính là hai chữ này Có thể thấy hàm nghĩa của hai chữ này Thật sự có thể nói là Tận hư không khắp Pháp giới Đâu có thể nói hết được Thế Tôn Thuyết Pháp 49 năm Cũng chẳng qua là vì chúng ta nêu ra cương lĩnh mà thôi chúng ta cần phải từ trong cương lĩnh này mà thể hội mà nhận thức lĩnh hội thêm sau đó chắc chắn là có thể y giáo phụng hành chữ hiếu này chính là nhà phật gọi là cái toàn thể của tâm tánh trên kinh bát nhã nói là ký hiệu của thực tướng các pháp từ cái chữ này chúng ta có thể thể hội được ý nghĩa mà nó biểu thị hư không pháp giới tất cả chúng sanh với chính mình là một thể ai có thể nhận thức được ở trên kinh phật nói là pháp thân đại sĩ tại vì sao họ có thể nhận biết vậy bởi vì họ chứng được pháp thân Thế nào là chứng được pháp thân? Khẳng định hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cái khẳng định này mới gọi là chứng được pháp thân. cái ý nghĩa này chúng tôi ở phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi giữa chúng ta với tất cả chúng sanh còn có biết bao nhiêu mâu thuẫn có biết bao nhiêu sự hiểu lầm có biết bao nhiêu là xung đột đều là do chưa hiểu rõ chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì đâu có những sự việc này. Những sự việc này xảy ra thì giống như một người bị bệnh vậy. Bị bệnh là gì? Nhà Phật nói là tứ đại không điều hòa. Người này bị bệnh rồi Chúng ta đối với tất cả chúng sanh không thể điều hòa Là Pháp thân bị bệnh rồi Điều hòa với tất cả chúng sanh là Pháp thân khỏe mạnh Chứ ngại Pháp thân điều hòa là cái gì vậy? phật ở trên kinh nói rất rõ ràng rất minh bạch kiến tư phiền não trần xa phiền não vô minh phiền não cái mà chúng tôi ở trong buổi giảng gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn có những thứ này cho nên tứ đại không điều hòa. Pháp thân bất hòa rồi. Do đó, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đã trái ngược pháp tánh. Pháp tánh chính là tự tánh. tự tánh chính là chân tâm người thế gian chúng ta gọi là lương tâm lương thiện chân thuận chúng ta làm trái nghịch rồi trái nghịch liền tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp tội nghiệp liền chiêu cảm Khổ báo luân hồ Quả báo làm sao hiện tiền vậy Phật nói rất hay Duy thức sở biến Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Cho nên bạn tư duy thiện Quả báo sẽ biến thiện Hoàn cảnh đời sống của chúng ta sẽ biến thiện Tư tưởng ác Thì hoàn cảnh đời sống của bạn sẽ biến ác Hoàn cảnh mà chúng ta ở là thuận nghịch thiện ác Không phải do người khác làm chủ tể Mà do chính mình không liên can gì với người khác tự mình phải chịu trách nhiệm không những chịu trách nhiệm với chính mình còn phải chịu trách nhiệm với tất cả chúng sanh thế gian người đọc sách thì hiểu được đọc sách rõ lý người tu hành học phật hiểu được nhưng mà ngày nay người đọc sách cũng không hiểu rồi người tu hành cũng không hiểu cái nguyên nhân này ở chỗ nào vậy người đọc sách không có đọc sách thánh hiền Người tu hành Không hiểu lời giáo huấn Của Phật Bồ Tát Tùy thuận theo tập khí phiền não của mình Thì đâu có lý nào mà không tạo nghiệp chứ Phần trước chúng tôi đã giảng qua Hiếu thuận với các vị rồi thuận cách nói như thế nào vậy cổ đức nói hay là phải thuận pháp tánh không phải thuận nhân tình phải tùy thuận trí huệ không tùy thuận phiền não Khổng lão phu tử Đặc biệt nêu ra Vô thuấn Để làm tấm gương cho chúng ta Ở trong mắt của vua Thuấn Là không có gì khác Với thiện tài đồng tử Trên kinh hoa nghiêm ở trong mắt họ nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là chư phật như lai người ta biết hiếu nhận thức hiếu đều là chư phật như lai một chút cũng không giả tại vì sao đều là chư phật như lai vậy duy tâm sở hiện tâm là như lai cái mà như lai hiện thì đâu có đạo lý nào không phải như lai thí dụ của cổ nhân nói hay dùng vàng làm trang sức thì mọi trang sức đều là vàng chúng ta như vậy mới hiểu ra hư không pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là tự tánh toàn là chư phật như lai phàm phu chỉ có mỗi một mình ta nói hơi thô thiển một chút tất cả mọi người ở thế gian người nào cũng là người tốt có không tốt thì không tốt chính là mỗi mình ta ta làm người đã làm không tốt thuấn thường xuyên phản tĩnh ngày ngày sửa lỗi thiên ta đồng tử cũng lại như thế cho nên họ có thể ở ngay trong một đời này thành đại thánh đại hiền trong một đời viên thành vô thượng bồ đề không có gì khác chính là một chữ nhận biết như vậy mà thôi ngày ngày phản tỉnh ngày ngày sửa lỗi học trung noi theo trung tận trung trung chính là trung đạo đệ nhất nghĩa bác chánh đạo chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp ý nghĩa của chữ chánh đó chính là trung trung là chánh lết là tà là bất chánh rồi dũng tâm phải dùng trung nhà nho dạy người thành ý chánh tâm thành ý là hiếu chánh tâm là trung cho nên người chỉ có sau khi họ thành ý rồi mới biết dùng trung nho phật dạy học trung tâm là ở chỗ này nhưng mà chướng ngại lớn nhất hiện nay của chúng ta là gì phân biệt chấp trước không buông bỏ tâm khí phiền não quá nặng mấu chốt vẫn là cái mà chúng tôi thường nói là không chịu ham học cho nên bạn không có năng lực khắc phục phiền não của bạn không có năng lực khắc phục tập khí của bạn nếu như bạn thực sự ham học bạn nhất định có thể khắc phục được tập khí phiền não của mình người khác mắng ta. Họ không có đạo lý, ta có lý. Người khác mắng ta thì làm thế nào? Chắp tay rất cung kính lắng nghe, A à, Di Đà Phật lắng nghe họ dạy bảo. Có tâm nhấn nại lắng nghe, thử xem họ có thể mắng được mấy giờ, họ có thể mắng ta được 2 giờ, mắng 20 giờ, mắng 200 giờ hay không? họ có thể mắng bao lâu ta cứ ở đó cung kính lắng nghe không sao cả mắng ta ta không mắng lại sau khi mắng rồi qua mấy ngày họ sẽ xin bạn thứ lỗi vậy là điều hòa rồi vấn đề giải quyết rồi họ muốn đánh bạn thì hãy nhanh nằm xuống để họ đánh Tôi nói với bạn tôi chính là loại người này Tôi trước đây khi còn trẻ Người ta mắng chửi tôi Tôi rất cung kính vào lúc đó chưa có học Phật Nghiêm người đứng ở nơi đó nghe họ chỉ dạy Mắng được nửa giờ Họ mắng xong rồi Muốn mắng nữa cũng không thể mắng được Tôi ở trong cái đoàn thể đó của tôi Thành tích sát hạch Đứng đầu Phẩm đức đứng đầu Làm sao có được gì Chính những người mắng tôi đó Đem tôi nâng lên nếu như họ không mắng tôi thì cấp trên của chúng tôi đâu có biết tôi còn có sự tu dưỡng như vậy tốt như vậy còn cho tôi đứng đầu nữa cái đứng đầu đó của tôi là do họ giúp tôi mà có tôi cảm tạ họ cảm ơn họ là sự thật ba ngày sau họ đến xám hối xin lỗi tôi cho nên không nên chửi lại khi vừa chửi lại hai người đều cùng bị khai trừ điều không cần cả hai người nữa cho nên người ta đánh tôi tôi nằm ra để họ đánh sau khi đánh mấy cái thì tay họ sẽ không thể đánh được nữa cần phải hai người đánh nhau mới đánh tiếp được chứ một người đánh một người không đánh lại thì không thể đánh được rồi bên cạnh lại có rất nhiều người nhìn thấy làm người phải ham học phải nghe lời thánh hiền Ở trong 53 tham Có trải sự luyện tâm Bạn không trải qua những sự việc này Bạn làm sao có thể gọt giũa tập khí của bạn Làm sao có thể hàng phục phiền não Đây là biết dùng trung ở trong đoạn này nội dung vô cùng phong phú sự giới thiệu của chúng tôi thì chỉ đến đây thôi bên trong nó đưa ra tiểu bất hiếu và đại bất hiếu là nguyên nhân gì nguyên nhân vô cùng nhiều vô cùng phức tạp mấy điểm mà chỗ này nêu ra cũng đáng để chúng ta làm tham khảo ngài nói tiểu bất hiếu là do thói quen không tốt tạo thành cái thứ nhất là từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều Hình thành nên loại cá tính phản nghịch của nó Cái này không thể nói không có đạo lý Cha mẹ luôn chiều Muốn gì được đó Thứ gì cũng làm thỏa mãn ý muốn của chúng Đến tương lai có một ngày Khi không thể thỏa mãn được Phiền phức liền đến ngay Cho nên con cái phải dạy dỗ từ nhỏ Từ nhỏ phải biết nuôi dạy ra làm sao Thế gian Việc bất như ý thường đến 8-9 phần 10 phải để chúng có thể thể hội dứt khoát không để kiêu ngạo ngang ngược điều hợp lý phải cho chúng điều không hợp lý nhất định phải hạn chế cho chúng hiện nay làm cha mẹ người biết được cái đạo lý này cũng không nhiều cái thứ hai là thói quen người xưa thường nói lúc nhỏ tập thành thiên tánh theo thói quen trở thành tự nhiên từ nhỏ phải hình thành thói quen tốt cho chúng khi còn nhỏ hình thành dễ dàng đã nhiễm phải thói quen xấu muốn chúng sửa trở lại quả thật là quá khó đây là chỗ lơ là trong giáo dục của chúng ta đối với trẻ thơ không có chú ý hình thành một thói quen tốt từ nhỏ tiểu học của nhà nho biết được cái đạo lý này. Trong Phật pháp khi mới xuất gia phải học giới 5 năm. Cũng là để bồi dưỡng thói quen tốt. Nhưng mà hiện nay những cái này đều không còn nữa nhà nho nhà phật đều không thấy nữa rồi tập khí tật xấu của chúng ta ngày ngày đang tăng trưởng niệm phật tham thiền học giáo đều không hiệu quả lên bục biết giảng kinh xuống bục vẫn là cứ phạm lỗi như cũ nguyên nhân là gì tập quen thành tự nhiên cái tập khí này không dễ dàng khắc phục cái thứ ba là túng dục dục vọng không có cùng tận không thể biết đủ thường vui điều thứ ba này cũng có thể nói là không biết đủ cái thứ tư là quên ân nhớ oán loại người này làm sao có thể tận hiếu được chứ làm sao có thể hành hiếu tiểu bất hiếu có bốn cái nguyên nhân này bốn cái nhân tố này Khiến chúng ta cả một đời Sống ở trong Tội ác nghiêm trọng Tên Kinh Địa Tạng nói Chúng sanh cõi nhiên phù đề Khởi tâm động niệm Không gì là không tạo tội Hay nói cách khác Đời sống của chúng ta Là sống ở trong tội báo hiện nay cái xã hội này đi đến bất kỳ chỗ nào lòng người cũng đều lo sợ mọi người trong tâm lý cũng đều có linh cảm giống như ngày tận thế sắp đến rồi vậy ngày tận thế phải sống qua như thế nào nhà tôn giáo dạy người sám hối vậy người phải tin thượng đế phải sám hối phải sửa lỗi lời của họ nói không sai nhưng mà hàm nghĩa rất mơ hồ không rõ ràng cho nên hiệu quả vẫn không dễ dàng đạt được tin thượng đế thế nào là thượng đế cách tin như thế nào chúng tôi ở phần trước đã giảng qua thiên tâm chánh trực vô tư Từ đó cho thấy Chánh trực vô tư chính là tinh thượng đế Chúng ta còn có một máy may tự tư tự lợi Đó là không tin Thượng Đế Bạn không có sửa lỗi Bạn không có sám hối thì cái tai nạn này bạn vẫn không thể sống qua được rồi cho nên nhận thức trung nhận thức hiếu có thể học trung học hiếu tận trung tận hiếu thì cái thế gian này làm gì có tai nạn chứ tai nạn liền có thể tiêu trừ chúng ta thường nói gặp hung hóa cát gặp nạn hóa lành người nào có thể làm được vậy hiếu tử có thể làm được trung thân có thể làm được điều này trong lịch sử những công án này quá nhiều quá nhiều rồi tại vì sao trung thần hiếu tử có thể làm được vậy tâm của trung thần hiếu tử là cái tâm thuần thiện thuần là cái tâm yêu thương tất cả chúng sanh thuần là cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh hoàn cảnh tồi tệ tự nhiên nó sẽ chuyển đổi trở lại cảnh chuyển theo tâm chính là cái đạo lý này Tâm chuyển cảnh giới không phải cảnh giới chuyển tâm. Cho nên là có căn cứ lý luận. Chúng ta rõ lý thì sẽ biết cần phải làm như thế nào, sẽ biết cần phải hóa giải tai nạn trước mắt như thế nào. Một người hiểu rõ rồi Một người sốt sắn đi làm Thì người này tai nạn không còn nữa Mọi người đều hiểu rõ rồi Mọi người đều chịu làm Thì tai nạn cộng nghiệp sẽ không còn nữa Nạn nước Là do tâm tham Tâm tham tăng trưởng lũ lụt Sân hận đây là lửa Núi lửa bùng phát Vũ khí hạt nhân phát nổ Đó đều là thuộc về nạn lửa Do sân hận biến hiện ra Ngu si là gió Trắc trở bất bình Đây là động đất Ý niệm như thế nào Sẽ cảm nghiệp báo như thế đó Cho nên chúng ta thật sự Có thể y theo lời dạy của Phật Tu ba cái gốc thiện Không tham, không sân, không si Đối nhân xử thế tiếp vật tôi đã giảng rồi lễ nhượng nhẫn nhượng khiêm nhượng thì đời sống của chúng ta sống có ý nghĩa sống có giá trị đây gọi là học phật như vậy mới là sống đời sống của phật bồ tát Cho nên nhất định phải quay đầu Quay đầu 180 độ Chúng ta mới có thể cứu mình Mới có thể giúp đỡ người khác Các vị đồng học Khổng lão phu tử nói Ngài cả đời là dạy học Chỉ thuật lại chứ không sáng tác Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giáo hóa chúng sanh Cũng là nói Chỉ thuật lại chứ không sáng tác Cũng chính là nói những đạo lý mà các ngài nói ra này Đều do quá khứ Từng đời từng đời tương truyền xuống Chứ không có sáng kiến của riêng mình Ngày nay người thế gian thông thường gọi là sáng tạo Cổng lão phu tử không hề sáng tạo Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không hề sáng tạo Những điều mà khổng lão phu tử nói Nghe nói là do trước đây Hoàng đế Hạ thương chu Văn vũ chu công Đã truyền thừa lại Thích ca mâu ni Phật nói là Cổ Phật quá khứ Từng đời tương truyền xuống Hoàn toàn không phải do Ngài sáng tạo Chúng ta muốn hỏi Vì những đạo lý này rốt cuộc là do ai sáng tạo ra Không một ai sáng tạo cả Nó thật ra Là từ trong tự tánh Lưu xuất ra Một cách tự nhiên Tự tánh của ai vậy? là tự tánh của chính chúng ta nhất định không phải sáng tạo trên kinh đại thừa thường nói tự tánh vốn đầy đủ trí huệ đức năng từ đó cho thấy những điều mà đại thánh thế xuất thế gian đã nói với chúng ta hoàn toàn là sự bộc lộ tự nhiên của tự thánh nhà phật nói pháp vốn như vậy một mảy may sáng tạo ý mới cũng không có đây mới là sự thật nói là do bạn sáng tạo thì đó là đột giả bạn sáng tạo là cái của bạn không phải của tự tánh tự tánh vốn có tự tánh là bổn thể chung của hư không pháp giới tất cả chúng sanh cùng đồng một bổn thể cho nên nói cái sáng tạo của bạn tự nhiên sẽ không phải là lý lẽ chung của tất cả chúng sanh đó không phải là chân thật người hiện nay ý niệm sáng tạo dày đặc đây là mê đây là phân biệt là vọng tưởng là chấp trước những thứ từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước lưu xuất ra là trái ngược với tự tánh cho nên chúng ta có cái ý nghĩ sáng tạo là mê rồi là đã sai rồi cái sai lầm này không những đã đem đến tai họa cho bản thân mà còn đem lại cái tai họa vô cùng tận cho đại chúng xã hội tất cả chúng sanh cái đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta phải suy nghĩ nhiều phải bình tâm mà quan sát như vậy mới có thể sáng tỏ nho phật dạy chúng ta phải tuân theo góc đạo góc đạo là gì là cội gốc của đại đạo chính là nhất niệm tâm tánh thể của nhất niệm tâm tánh Chính là hiếu Tác dụng của nhất niệm tâm tánh Chính là trung Cho nên Cái thể và gốc của đại đạo Là trung hiếu mà thôi Muốn chúng ta Cởi tâm động niệm Phải tuân theo Cội gốc Đây là tâm hạnh một lộ ra Một cách tự nhiên của thánh nhân thế xuất thế gian vậy chúng ta tìm về nguồn cội của thiên mệnh cái gì gọi là thiên mệnh thiên chính là tự nhiên Từ đó cho thấy Hóa ra hai chữ thiên mệnh này Chính là tùy thuận tự nhiên Nguyên tắc của tự nhiên Chính là thiên mệnh Xuân sanh Hạ trưởng Thu thâu Đông tàn Đây là thiên mệnh noi theo tự nhiên, tùy thuận tự nhiên. Đây chính là người khỏe mạnh nhất, người hạnh phúc nhất, người mỹ mãn nhất. Người không phân giàu nghèo, không phân sang hèn. Biết được sống thuận theo tự nhiên. biết làm việc thuận theo tự nhiên xử thế thuận theo tự nhiên thì người này chính là thánh nhân từ đó cho thấy phàm phu đã hoàn toàn đi ngược lại tự nhiên chúng ta ngày nay nói phá hoại môi trường tự nhiên thân người đôi chân là để đi nên việc đi lại là tự nhiên ngồi xe là không tự nhiên rồi là làm trái tự nhiên rồi cho nên thường xuyên ngồi xe đến khi về già đôi chân không thể nhúc nhích là tê dại rồi đây là sanh bệnh rồi vì sao lão nông ở dưới thôn quê khỏe mạnh như vậy trường thọ như vậy họ thuận theo tự nhiên mà người sống ở nơi đô thị cái gì cũng hưởng thụ từ văn minh khoa học kỹ thuật hoàn toàn trái ngược tự nhiên nên bệnh gì cũng sanh ra ở trong đây đạo lý quá sâu rồi sự tướng quá phức tạp rồi chúng ta suy nghĩ thật nhiều những lời tôi nói này chính là nguồn gốc của tai nạn trên cái thế giới này hiện nay là chúng ta đã hoàn toàn làm trái lại với đời sống tự nhiên đã phá hoại hoàn cảnh môi trường tự nhiên đây là loại người tự làm cho nên quả báo vẫn phải tự chịu làm sao tự cứu đây những thánh hiền nhân này dạy chúng ta thượng đồng thiên chí chúng ta thử nghĩ xem cái chí của thiên thần thượng đế phật bồ tát là gì dùng lời hiện nay để nói toàn là ở trung hiếu hữu đệ đại thánh đại hiền tâm của họ là cái tâm thuần hiếu cái chữ hiếu này ở phần trước đã giảng qua với các vị rồi chính là trên kinh bát nhã gọi là thực tướng các pháp chúng ta bình thường nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh cái chữ này ở trong văn tự trung quốc văn tự là ký hiệu hàm nghĩa của cái ký hiệu này là hư không pháp giới là một chỉnh thể hư không pháp giới tất cả chúng sanh là một thể cùng chung một mạng sống hiếu là biểu thị cái ý nghĩa này ở trên kinh đại thừa nói ngã có chân ngã Chúng ta hiện nay người thông thường nói ngã Cái khái niệm này là sai lầm Cho nên Phật nói vô ngã Không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng Đây là Phật nói với chúng ta Nếu như bạn minh tâm kiến tánh rồi Có ngã có thường là ngã tịnh có chân ngã chân ngã không phải cái thân này chân ngã là hư không pháp giới tất cả chúng sanh đó là chân ngã chúng ta hiện nay cho rằng cái thân này của mình là ngã hiểu sai rồi cái thân này chỉ là một vi trần Của hư không pháp giới mà thôi Đem vi trần cho là ngã Mà quên đi cả hư không pháp giới Trên Kinh Lăng Nghiêm Phật có thí dụ Thí dụ rất hay Ngày thí dụ biển lớn Biển lớn là ngã Nhưng trong biển lớn lại nổi lên bọt nước nhỏ Bằng hiểu lầm cho rằng bọt bóng đó là ta Rồi quên mất đi cả biển lớn cho nên phàm phu không biết có pháp thân người tu hành không thể chứng được pháp thân nguyên nhân là ở chỗ này người minh tâm kiến tánh họ giác ngộ rồi họ nhận biết được rồi biết tất cả chúng sanh là ta thế là khởi tâm động niệm đương nhiên là gì tất cả chúng sanh ý nghĩ tự tư tự lợi hoàn toàn đoạn tuyệt sạch sẽ rồi đây là nhận thức cơ bản khác nhau giữa Phật Bồ Tát với Phạm Phu chúng ta Người ta đó là chân tướng sự thật Thật sự Còn chúng ta hoàn toàn là xa đọa vào trong vọng tưởng Từ vọng tưởng khởi phân biệt khởi chấp trước Nhận biết thuần chánh Đó chính là trí huệ Cái trí huệ này là tự tánh vốn có đầy đủ không phải đến từ bên ngoài khởi tác dụng của cái nhận biết này là hiếu để trung tính nhân từ với nhân dân yêu thương mọi vật đây đều là thuận theo tự nhiên không hề có mảy may sáng tạo ra phàm phu mê quá lâu rồi vô lượng kiếp đến nay đã mê mất tự tánh sống đời sống gì vậy thuận theo phiền não của mình thuận theo vọng tưởng của mình thuận theo tập khí của mình đem cái nguyên bản là nhất chân pháp giới chuyển biến thành thập pháp giới chuyển biến thành lục đạo luân hồi chuyển biến thành ba đường ác chúng ta ngày nay sống là đời sống gì nếu như chúng ta thấy rõ ràng thấy minh bạch rồi chúng ta ngày nay sống là đời sống của ba đường ác Xuất sanh ngạ quỷ địa ngục Không nên nhìn thấy cái thân thể này giống con người Đây là chỉ giống hình dạng con người mà thôi Tư tưởng ngôn hạnh đời sống của họ Toàn là ngạ quỷ xuất sanh địa ngục Ai biết vậy? Phật Bồ Tát biết Người sáng tỏ thấy rất rõ ràng Ba đường ác là trạng thái gì? Tham sân si là ba đường ác Chập trước kiên cố Tham danh văn lợi dưỡng Tham ngũ dục lục trần Đây là quỷ đời sống của họ là đời sống của cõi quỷ một bất như ý nho nhỏ thì tâm sân hận liền sanh khởi đố kỵ chướng ngại người khác đó là đời sống của địa ngục đúng sai không rõ Tà chánh không phân biệt được Không thể thân cận thiện tri thức Hằng ngày ở cùng Với tà tri thức Ở trên kinh Phật gọi là Thầy tà bản ác thân cận giao thiệp với những người này đây là ngu si là đời sống của xuất sanh chúng ta thử nghĩ đáng sợ biết bao chúng ta tự mình phải phản tỉnh từng giây từng phút không nên đi nhìn người khác phản tỉnh lại đời sống của mình sống là đời sống gì nếu như đời sống bạn sống là đời sống của con người ngũ giới thập thiện đã viên mãn rồi khởi tâm động niệm lời nói việc làm quyết định tương ưng với ngũ giới thập thiện Quyết định tương ưng giới hiếu để trung tính Chúng ta hiếu thần tôn sư Cha mẹ còn sống Phải luôn quan tâm chăm sóc Cha mẹ không còn phải thường xuyên niệm nhớ ân đức của cha mẹ bản thân cố gắng tu học nhà phật nói đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ mình cái gì là công đức mặc áo ăn cơm đều là công đức khởi tâm động niệm đều là công đức không dám khởi niệm ác không dám khởi vọng tưởng Khởi ác niệm Khởi vọng tưởng Làm việc sai trái Là có lỗi với cha mẹ rồi Đây là chân thật hồi hướng Không phải nói Tôi mỗi ngày niệm bao nhiêu Phật hiệu Đọc bao nhiêu quyển kinh Đem cái công đức này hồi hướng Cho cha mẹ Cha mẹ không nhận được gì cả Như sao vậy? cái phật hiệu đọc kinh đó là ở trên miệng mà không có tâm công đức chân thật chính là đời sống của bạn tương ưng với lời dạy của phật với lời dạy của thánh nhân đó gọi là công đức cái công đức đó có thể hồi hướng cho nên công đức chân thật là ở khởi tâm động niệm của bạn ở ngôn ngữ tạo tác của bạn dùng tâm thuần thiện thuần là một cái tâm yêu thương người thuần là cái tâm hạnh giúp đỡ người khác phá mê khai ngộ hoàn toàn thực hiện vào trong đời sống trong công việc của mình đây là công đức chân thật cái công đức này Hồi hướng mới có tác dụng Đây chân thật là hiếu thuận cha mẹ Niệm niệm không quên Cha mẹ giảng sanh rồi Công đức này Có thể giúp họ Nâng cao phẩm vị nếu cha mẹ bất hạnh ở đường ác Loại công đức này có thể giúp họ siêu sanh Đây là siêu độ đích thực Không phải là mời mấy vị hòa thượng đạo sĩ đến tụng kinh Là có thể siêu độ được Đó là mê tín Hoàn toàn phải ở trên tâm hạnh thực tế của chính mình Các vị có lẽ đọc qua ảnh trần hồi ức lục của pháp sư Đàm hư, Đàm hư pháp sư ghi chép lại bạn của ngài là Cư sĩ Lưu, tám năm gian khổ đọc lăng nghiêm. Bạn xem ông siêu độ gia thân quyến thuộc của ông như thế nào, ông siêu độ hoàn thân trái chủ như thế nào, không có bất kỳ hình thức nào hoàn toàn dựa vào đức hạnh của mình. Cởi tâm động niệm Hành vi đời sống Như Phật đã dạy Học theo cái Phật đã hành Đây gọi là hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Hữu hảo yêu quý anh em có thể tôn trọng tất cả chúng sanh yêu thương tất cả chúng sanh vô tư vô điều kiện tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh giúp chúng sanh lìa khổ được vui chỉ có một cái tâm như vậy chỉ có một ý nghĩ như vậy cái ý nghĩ này cái tâm này chính là thiên chí. Ở trong Phật pháp gọi là nguyện của Phật. Cái gì thử nghĩ, chúng ta gần đây ở bên này giảng kinh vô lượng thọ, đúng lúc giảng đến 48 nguyện. Mỗi nguyện đều giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui lìa khổ được vui là cái tổng nguyện nhưng mà lìa khổ được vui là quả quả ắt có nhân muốn khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui trước tiên dạy họ tu nhân nhân là gì phá mê khai ngộ khổ là mê rồi từ trong mê mà ra vui là từ trong ngộ mà có phá mê chính là lìa khổ khai ngộ liền được vui rồi cho nên đại thánh nhân thế xuất thế gian các ngài cả đời đều là dấn thân vào công tác dạy học dạy học là trực tiếp giúp chúng sanh phá mê khai ngộ những ngành nghề khác đều là thuộc về gián tiếp dạy học là trực tiếp không những hướng dẫn còn phải làm nên tấm gương cho người ta xem hy vọng mọi người nhìn thấy cái hình tượng này của bản thân các ngài nghe thấy ngôn từ chỉ dẫn của các ngài liên giác ngộ sáng tỏ rồi nói theo thánh hiền học tập theo phật bồ tát vậy mới có thể đạt được quả báo chân thật chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này nhất là chúng ta ở vào cuối cái thế kỷ này tai nạn rất nhiều tai nạn cũng tương đối nghiêm trọng làm thế nào phòng tránh tai nạn đây làm thế nào tự đổ đổ người Thấy đều ở việc Hiểu rõ Chân tướng vũ trụ nhân sanh Triệt để quay đầu Quay đầu là bờ Cái vấn đề này liền có thể giải quyết rồi những lời tiên đoán của phương đông phương tây đã nói có rất nhiều khả năng xảy ra tai nạn kết luận cuối cùng đều kết luận rất hay mục đích của tiên đoán không phải cảnh cáo bạn tai nạn sắp đến mà là để bạn hiểu rõ có khả năng những sự việc này sẽ xảy ra chúng ta từ trên tâm lý là một cuộc chuyển đổi gấp rút quay đầu đoạn ác tu thiện tai nạn rốt cuộc có hay không quyết định ở trong khoảng một niệm của chính chúng ta không phải quyết định ở bên ngoài quyết định bởi chính mình cho nên chúng tôi ở trong buổi giảng thường nói cái mà tâm tham chiêu đến là nạn nước trên kinh lăng nghiêm nói sân hận là nạn lửa ngu si là nạn gió cống cao ngã mạng là động đất nếu như chúng ta dập tắt tham sân si từ trong nội tâm đối với người đối với vật chúng ta học khiêm tốn nhẫn nhượng thì cái tai nạn này liền không còn nữa thiên nhân tứ thiện. Tại vì sao không có ba nạn lớn nước lửa gió vậy? Họ tham sân si hoàn toàn chế phục được rồi. Cho nên người người rất có phước báo. Nơi họ cư trú là đất phước. Chúng ta nghe Phật nói rồi Phải nên giác ngộ Phải nên hiểu rõ Chúng ta thật sự từ Bên trong nội tâm Dập tắt Tham sân si mạng Dùng một lòng từ bi Đối nhân xử thế tiếp vật Hôm qua tôi giảng kinh khuyên mọi người học phật bồ tát phật bồ tát dùng ánh mắt gì để nhìn người vậy thấy tất cả chúng sanh đều là phật bồ tát đó là thật chúng ta thì thấy tất cả chúng sanh đều là phàm phu đều là người ác là cách thấy sai lầm chúng ta thấy sai rồi phật bồ tát thấy được chính xác Nhưng mà người thông thường nghe thấy lời này của tôi, họ giữ ý kiến tương phản, Phật Bồ Tát thấy sai rồi, chúng tôi thấy mới chính xác, rõ ràng người đó là người tốt, còn người kia là người xấu. Sao mà Phật Bồ Tát tốt xấu cũng không phân biệt vậy? Trên thực tế, Phật Bồ Tát thấy chính xác, chúng ta thấy sai rồi. Cái đạo lý này rất sâu Phải suy nghĩ thật kỹ Điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta Điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta Chịu ân người một giọt nước Dính diễn ghi nhớ Dính diễn không quên Người ta có gì không phải với chúng ta Tuyệt đối không nên ghi nhớ ở trong lòng Đem nó quên cho thật sạch sẽ Dứt khoát không nên để lại ấn tượng Bạn mới có đủ điều kiện học Phật Mới có tư cách làm Phật Vong ân bội nghĩa Thường hay nhớ kỹ người này không phải như ta Người kia có lỗi với ta Thì người này chắc chắn đọa tam độ ngày ngày tụng kinh niệm phật vẫn phải đọa tam độ những năm đầu triều thanh pháp sư quán đảnh ngài cũng có cách nói như vậy ngài nói không sai chút nào hy vọng chúng ta ghi nhớ chúng ta nghiêm túc nỗ lực học tập gấp rút quay đầu phòng tránh tai nạn được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật tấn dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bộ đề, Hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật